Quý vị đã tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin Địa ốc. Trong phần nhận định thị trường ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị đến với những phân tích của ông Greg Owen, giám đốc bộ phận khu công nghiệp và văn phòng cho thuê của công ty tư vấn bất động sản CBRE về tình hình thị trường văn phòng trong năm 2014. Theo ông Owen, thị trường trong thời gian tới sẽ khan hiếm nguồn cung văn phòng hạng B, tức là phân khúc có giá từ 18 đến 19 đô la Mỹ một mét vuông, chưa tính thuế và phí dịch vụ. Nếu nhìn vào thị trường văn phòng năm 2013 thì đó là một năm khá tích cực cho cả phía chủ đầu tư và phía người thuê. Nguồn cung văn phòng hạng A và hạng B đều tăng. Đến cuối năm ngoái, văn phòng hạng B tăng 8%, còn văn phòng hạng A tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2012. Với câu hỏi về việc liệu suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế nội địa có ảnh hưởng đến thị trường văn phòng hay không, tôi nghĩ là có. Điều đó là không thể tránh khỏi. Diện tích văn phòng cho thuê hạng A và B năm ngoái vào khoảng 90.000 m2, trong khi con số này vào năm 2011 là khoảng 130.000 m2. Cho thấy một sự khác biệt đáng kể, số cao ốc xây mới giảm khiến nguồn cung bị thu hẹp, ảnh hưởng đến giá cho thuê, là dịp để các chủ đầu tư có cao ốc hoàn thiện tăng giá. Cho nên để nói về tổng quan thị trường văn phòng hiện nay, nếu là chủ đầu tư, có thể nói là từ giờ đến cuối năm tình hình tốt. Nếu là khách thuê, chúng ta cần bắt đầu kế hoạch sớm, bởi những mặt bằng có diện tích rộng và chất lượng tốt hiện nay rất hạn chế. Tòa nhà Sydney Tower, nơi chúng ta đang đứng đây, là tòa nhà văn phòng hạng B có chất lượng tốt duy nhất ra đời trong quý này. Trong khi đó, có đến 70% lượng cầu ở cả hai thị trường văn phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nằm ở phân khúc hạng B, tức là vào khoảng 18 đến 19 đô la Mỹ mỗi mét vuông, chưa tính thuế VAT và phí dịch vụ. Nói về văn phòng hạng A thì từ giờ đến cuối năm, tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thêm một tòa nhà hạng A, là Vietcombank Tower với khoảng 45.000 mét vuông. Cho nên từ giờ tới cuối năm, giá thuê văn phòng có xu hướng tăng, ít nhất là cho tới năm sau, khi có thêm những làn sóng nguồn cung mới với diện tích lên tới hơn 100.000 m2 ở cả hạng A và B. Chuyển sang một tin tức quốc tế, nhiều công đoàn đã đổ xuống đường để biểu tình tại trung tâm thành phố Miovani của Romania để đòi chính phủ nâng cấp đường xá. Miovani là nơi đặt trụ sở của hãng sản xuất ô tô Dacia, hãng sản xuất xe xuất khẩu lớn nhất của Romania. Gần 5.000 người đã đổ xuống đường biểu tình vào tuần qua để đòi chính phủ nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và sửa đổi luật lao động. Tuyến đường sắt lỗi thời, các con đường cũ kỹ xuống cấp v.v. đã cản bước nhiều nhà đầu tư ngoại, trong đó có nhiều hãng sản xuất ô tô danh tiếng như là Ford hoặc là Renault. Những điểm yếu này đã làm lu mờ thế mạnh của Romania, đó là chi phí nhân công rẻ và vị trí giao thương trọng yếu với nhiều khu vực. Năm ngoái, đại diện công đoàn cũng đã lên tiếng đề nghị Renault, hãng đang nắm quyền sở hữu Dacia, nên di dời nhà máy tại Miovani về sáp nhập với nhà máy ở Tangier. Chính phủ Romania không quan tâm nhiều tới cơ sở hạ tầng. Chuyện đó dẫn đến tình trạng là các nhà đầu tư mạnh không dám đến Romania. Tôi không đe dọa, tôi chỉ thấy rất buồn vì chúng ta đang bỏ bê ngành công nghiệp hàng đầu thế giới. Nếu chính phủ không có lời giải thích thỏa đáng và một biện pháp giải quyết chuyện này, thì thái độ bất bình của người dân sẽ càng gia tăng thôi. Romania được coi là quốc gia có cơ sở hạ tầng tệ nhất trong Liên minh châu Âu. Năm 2013, chính phủ nước này đã nhận 20 tỷ euro từ quỹ phát triển của EU. Một phần tư của khoản này dành để phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng dường như chính phủ Romania đã gặp rắc rối trong việc chi tiêu sao cho hiệu quả. Nước này hiện chỉ có gần 600 km đường cao tốc. Công trình thường xuyên bị đình trệ do chế tài kém, giải phóng mặt bằng và giải ngân quỹ chậm chạp. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xếp Romania vào nhóm 3 nước có chất lượng đường xá tệ nhất trong tổng số 150 nước khảo sát. Những người dân Nigeria giờ đây đã có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay mua nhà dễ dàng hơn sau khi chính phủ nước này vừa mở một công ty thế chấp tài chính. Công ty thế chấp tài chính Nigeria do Ngân hàng Thế giới đầu tư sẽ cung cấp các khoản vay trong khoảng thời gian 20 năm với lãi suất hấp dẫn từ 1 đến 9% một năm. Trong những năm qua, Nigeria là điểm đến đầu tư hấp dẫn do thị trường tiêu dùng tiềm năng với hơn 160 triệu người, tăng trưởng GDP trên 6%, vượt xa nền kinh tế trì trệ ở các nước phát triển. Lĩnh vực xây dựng và bất động sản đang tăng trưởng với mức từ 10 đến 12%, trong khi bùng nổ các công ty xây dựng Nigeria và nước ngoài. Trong một khoảng thời gian dài trước đây, lĩnh vực cầm cố ở Nigeria bị bế tắc bởi vô số khó khăn, trong đó có lãi suất cao và thiếu nhà ở phù hợp. Những căn nhà mới có chất lượng thì chậm được triển khai do thiếu chuyên môn xây dựng và tài chính. Một số công trình xây dựng dang dở bị đóng băng sau khi dự án thiếu hụt vốn, trong khi nhiều công trình mới xây chất lượng kém, dẫn đến việc người dân không muốn mua bất động sản. Trung tâm tài chính thương mại của Nigeria là Lagos, một đô thị có khoảng 20 triệu dân, có thể là một trong những thành phố có giá bất động sản đắt nhất trên thế giới. Tại đây, một căn hộ 2 phòng ngủ có thể lên đến 1 triệu đô la.
Căn hộ bình thường ở đây có giá từ 25 đến 35 triệu Naira, tức là từ 153 đến 215 ngàn đô la Mỹ. Với sự ra đời của công ty thế chấp nhà nước với lãi suất thấp, nhiều người đang hy vọng có đủ khả năng để sở hữu một căn nhà. Để thực hiện được điều này, Ngân hàng Thế giới đã cung cấp một khoản vay trị giá 200 triệu đô la thông qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế vận hành dưới sự giám sát của chính phủ. Một trong những công ty có liên quan đến lĩnh vực cho vay nữa là Liên minh Tiết kiệm và Cho vay, có tuổi đời từ 14 năm nay. Công ty này đang cho vay với mức lãi suất là 23%. Nhưng giờ đây, với việc có thể tiếp cận được nguồn vốn từ chính phủ thông qua quỹ nhà ở quốc gia, đã giảm lãi suất xuống mức 6% một năm. Đây là một sự tiến bộ đáng kể. Thị trường đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ ngành công nghiệp thế chấp của Nigeria sẽ có thể cạnh tranh và trở thành ngành công nghiệp thế chấp lớn nhất tại châu Phi. Lagos lập tức tận dụng cơ hội để thành lập các chương trình thế chấp nhằm khuyến khích những ai mong muốn mua nhà với lãi suất là 9,5%. Theo đà này, nhiều công trình xây dựng căn hộ và nhà ở bắt đầu mọc lên. Một căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ được bán với giá từ 27.000 đô la đến 204.000 đô la. Với việc thị trường bất động sản bùng nổ, chính phủ nhắm đến xây dựng 200 căn nhà mỗi tháng cho người dân. Chính quyền thành phố Lagos cũng vừa tổ chức chương trình sổ số, chọn ra 100 người được tham gia chương trình thế chấp mới. Một trong những tiêu chuẩn được tham gia là người đó phải đóng thuế đầy đủ trong vòng 5 năm. Chúng tôi đang đưa người dân từ chỗ thất vọng với nhà cửa đến một phong cách sống mới. Đó là giấc mơ của chúng tôi và tôi luôn tin rằng khi người ta mơ được thì người ta có thể làm được. Tại Nigeria, đất đai thuộc sở hữu của cả liên bang cũng như chính quyền bang và họ có thể đòi lại bất cứ lúc nào khi họ có dự án mới. Mặc dù nhu cầu nhà ở cao nhưng cả chủ đầu tư lẫn người mua đều khó khăn về vấn đề tài chính bởi lãi suất cho vay thường ở mức 25%. Cách duy nhất để phá băng là cho vay với mức lãi suất vừa phải, nhưng thị trường cầm cố lại gần như không tồn tại. Ngân hàng không muốn cho vay bởi lo ngại thông tin thiếu tin tưởng từ người mua vào đất đai. Chính phủ nước này đang thảo luận một số chính sách thành lập thị trường cầm cố thứ cấp và phát triển luật đất đai. Và trong phần cuối của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những câu chuyện nổi bật sau đây. Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định thông tư số 03 gây xáo trộn cho ngành bất động sản. Người dân khổ sở vì thi công đường xá trì trệ.